Bẩm quốc công, trận giáp chiến vừa qua quân Nguyên bị quân ta đánh tiêu hao phân nửa. Chỉ có điều tướng giặc thoát hoan cùng một số tùy tướng cố mở đường máu để chạy nên... Ta biết rồi, chúng đã sức cùng lực kiệt mong chạy thoát thân. Nhưng một ngày còn giặc Nguyên trên đất nước thì ta còn chưa yên. Phải quét sạch bọn chúng ra khỏi bờ cõi. Bẩm quốc công, tiếp tục truy kích giết giặc chưa? Ngươi hãy thông báo các tướng chia quân đi các ngả đường, chặn đường rút quân của giặc, không để một tên nào thoát. Tuân lệnh! Các người có muốn bỏ mạng nơi đất người không hả? Đi mau, đi mau! Các người bỏ hết cách đi, không lẽ bản vương phải bỏ mạng khi chưa về tới Nguyên quốc? Theo thuộc hạ, Chi Bằng, Trấn Nam Vương nấp vào cái ống đồng đằng kia. Thuộc hạ sẽ cho xe chở đi theo một hướng khác, vừa tránh được tên đồng mà lại tránh được sự truy kích của quân An Nam. Được, hãy theo cách đó đi. Các người đúng là một lũ ăn hại. Chỉ có một An Nam nhỏ bé mà đánh cũng không xong, còn làm hao binh tổn tướng của chấm. Dạ dạ, đại hãn bớt giận. An Nam tuy nhỏ nhưng quân đội thiện chiến, thủy thổ lại lam trướng, khiến quân sĩ của ta ốm yếu mà chết. Bẩm đại hãn, quân An Nam vốn lì lợm và kiêu dông, nhưng thực lực sao dám đối đầu với quân Thiên Triều. Các người nói thì hay lắm, thoát hoan về đây, ta giết, ta giết. Trấn Nam Vương vốn là hoàng tử kiêm tài văn võ, lại thông thạo sa trường. Thất bại lần này phần lớn là do cái sứ rừng rậm chướng khí mà ta chưa lường trước được thôi ạ. Ta không thể chịu nỗi nhục này, mau hạ chiếu tạm hoãn các cuộc điều binh tới Nhật Bản và các nước khác. Đóng 300 chiếc thuyền đến mùa thu kéo quân ra Khâm Liêm, hội với ba tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây, dốc toàn lực phục thù An Nam. Việc chuẩn bị binh mã, thuyền chiến và lương thảo cho cuộc chiến đất An Nam, các ngươi đã chuẩn bị tới đâu rồi? Bẩm đại hãn, năm vừa qua quan phủ ba tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây đã gấp rút chiêu mộ thêm binh lương cho đóng thêm thuyền chiến. Bởi vậy, đời sống dân chúng ở đó gặp nhiều khó khăn lắm mà. Muốn làm bá chủ thiên hạ thì xá chi gian khó. Nếu chiếm được đất An Nam, ta có thể dễ dàng tiến xuống phía Nam. Chẳng phải Ngưu Hống, Ai Lao, Chiêm Thành, Chảo Hoa đều sẽ trở thành phên dậu của đại nguyên ta. Như vậy, dân chúng Hồ Nam có chịu mất mát một chút thì có xá gì? Dạ bẩm. Thôi, các ngươi chớ nhiều lời. Còn ai ngăn ta đánh An Nam, đừng trách ta không thương xót cái đầu của các ngươi. Hoàn hoàn. Bẩm, có nhi thần. Người đường đường là một võ tướng dạng dày trận mạc, lại là con trai của ta, vậy mà đại bại trên đất An Nam nhỏ bé. Nay ta cho người đoái công chuộc tội, làm tướng tiên phong chinh phục An Nam để rửa hận. Nhi thần xin tuân lệnh. Lần này ra đi, không thắng trận quyết không trở lại Yên Kinh. Ta giao cho người 30 vạn quân, 500 chiến thuyền mau chóng nam tiến, chớ để ta phải ôm hận thêm một lần nữa. Không có gì cả. Không có gì hết. Đoàn thuyền lương đã bị đánh chìm. Trương Văn Hổ đúng là bất tài vô dụng. Uổng công bản vương đã tin dùng hắn. Bẩm Trấn Nam Vương, bây giờ phải làm sao ạ? Mau cho quân tản ra các vùng xung quanh. Cướp được gì, cướp hết cho ta. Tuân lệnh. Thưa Trấn Nam Vương, hay là cho người về Yên Kinh xin viện trợ à? Ý này hay. Ngươi hãy đích thân lên quan ải, báo tin xin cấp thêm quân lương và binh mã. Mặt tướng tuân lệnh. Trấn Nam Vương hãy đợi tin của mặt tướng.
Bẩm Trấn Nam Vương, quan ải phía Bắc canh gác nghiêm ngặt, mặt tướng không thể nào báo tin về Yên Kinh được ạ. Bẩm Trấn Nam Vương, ở đây không có thành trì để giữ, không có lương thực để ăn. Và lại, đường lúc cuối xuân đầu hè, khí trời nóng nực, những chỗ hiểm trở sung yếu đã chiếm được nay đều bị mất, chi bằng đem quân về thì hơn. Phải đó, thưa Trấn Nam Vương. Không lẽ ta phải thảm bại hai lần trên đất An Nam này sao? Bẩm Trấn Nam Vương, nay lương thực hết, quân Đại Việt đã chiếm lại các đồn trại trước đây ta chiếm đóng. Nếu không sớm rút lui về nước mà tướng e rằng... Đúng vậy, thưa Trấn Nam Vương. Bản vương đã có liệu tính, việc rút quân về nước thì dễ, nhưng rút thế nào để được an toàn mới là mối lo của ta. Dạ thưa Trấn Nam Vương, thuyền lương hai lần vào đều bị quân nhà Trần tiêu diệt cả, chỉ bằng hủy thuyền đi đường bộ mới là thượng sách. Đúng vậy, hủy thuyền, hủy thuyền. Việc này, bẩm Trấn Nam Vương, trước đây khi vào Đại Việt, quân ta có cả thủy cả bộ, nay lại hủy đi hàng trăm chiến thuyền, chẳng phải tổn thất quá nặng nề hay sao? Người... Dạ thưa Trấn Nam Vương, nói như thế chẳng phải là quá coi nhẹ tính mạng của binh sĩ hay sao? Các người chớ bàn cãi, bản vương ắt có chủ kiến của mình. Vâng lệnh. Rút quân về nước bây giờ khó tránh khỏi sự phản kích của quân Đại Việt. Nếu tất cả đi đường bộ thì... Bẩm Trấn Nam Vương, không lẽ hủy đi hàng trăm chiến thuyền chẳng phải tổn thất quá lớn hay sao? Dạ thêm nữa, nếu không chia quân đi cả đường bộ và đường thủy, quân Đại Việt sẽ dùng tổng lực mà truy kích, lúc đó chẳng phải sẽ thiệt hại cả người và của hay sao ạ? Bẩm quốc công, nay Thoát Hoàn đã rút về Vạn Kiếp cố thủ, trước tình thế này ắt chúng phải rút quân về nước. Từ hai cuộc kháng chiến trước cho thấy, truy kích địch khi chúng rút chạy sẽ làm tiêu hao phần lớn sinh lực địch. Nay quân Nguyên đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, việc chúng rút về nước chỉ còn tính bằng ngày một ngày hai. Các tướng hãy bố trí binh lực chặn đánh tất cả các ngả đường quân Nguyên sẽ đi qua. Vâng lệnh. Việc rút quân theo một đường qua là rất nhiều bất chắc, bởi vậy bản vương quyết định sẽ chia làm hai hướng thủy bộ. Tướng quân Ô Mã Nhi, Phan Tiếp chỉ huy quân thủy về theo đường sông Bạch Đằng. Lão tướng Trình Bằng Phi đem kỵ binh đi hộ tống thủy quân tới bờ biển, thì quay lại Vạn Kiếp hội quân cùng bản vương rút theo hướng Lạng Châu. Bẩm Trấn Nam Vương, ý bản vương đã quyết, tất cả y lệnh thi hành. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Trấn Nam Vương Thoát Hoan đành phải hạ lệnh rút quân về nước, từ bỏ dã tâm đánh chiếm Đại Việt.